Xin kính chào quý vị, quý anh chị và các bạn Xin cảm ơn quý vị, quý anh chị và các bạn Đã dành thời gian để theo dõi uh, Chương trình trò chuyện live stream tối nay Tiếp phần hôm trước uh, Quý vị hôm trước đã uh, Nghe buổi trò chuyện của nhà văn Hoàng Quốc Hải Về đề tài là Tầm cao của văn hóa và chính trị Của triều đại nhà Lý Ở thế kỷ thứ 11 và thế kỷ thứ 12 Phần trước là nhà văn hoàng quốc hải nói về tầm cao chính trị của triều đại nhà lý trong đó là ông đã trình bày về bối cảnh của nhà lý đã lấy ngôi từ nhà lê rồi thì các cái sĩ phu và những thế lực ở trong triều đình đã tạo dựng nên ngôi báu cho lý công uẩn rồi thì bài văn mà chiếu rời đô của lý công uẩn để hỏi việc quần thần trước khi rời khỏi kinh đô Hoa Lư để chuyển chuyển kinh đô ra Đại La Thành tức là thành Thăng Long hôm nay thể hiện một cái tầm nhìn viễn kiến một nghìn năm của Lý Công Uẩn và sau đó là thực hiện hàng loạt chính sách yên dân vỗ về dân chăm lo cho dân của triều đại nhà Lý đồng thời cũng cho thấy từ trong cung đình thì cái việc mà thể hiện một cái tầm văn hóa đa nguyên về chính trị đa nguyên về tôn giáo ở trong cái việc cai trị đất nước và các thủ lĩnh của tôn giáo nho phật đạo đều tham gia vào cái công việc kiến thiết đất nước đặc biệt nhất ở trong triều lý nữa mà được coi là ở một cái tầm cao của thời đại so với nhân loại đương thời đó là chính sách ngụ binh ư nông tức là có quân đội nhưng mà không thành lập ra quân đội mà quân đội lại chính là ở trong nông thôn, nông nghiệp và chính là nông dân. Đó là ngụ binh ư nông. Thì hôm nay nhà văn Hoàng Quốc Hải sẽ trình bày tiếp với chúng ta chuyên đề về tầm cao văn hóa và chính trị của triều đại nhà Lý ở thế kỷ thứ 11-12. Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Quốc Hải đã dành thời gian một giờ đồng hồ của buổi tối hôm nay để trò chuyện với mọi người trước kỳ nghỉ lễ bắt đầu từ ngày mai. Và xin cảm ơn nhà văn ạ. Kính chào quý vị khán giả. Rất là vui được gặp lại quý vị. Hôm trước thì đã trình bày về cái thể chế chính trị của nhà Lý ở tầm cao như thế nào. Thì trước hết là nói về cái văn hóa của một thể chế cao hay thấp là người ta đánh giá cái thể chế đã phục vụ nhân dân mình tổ quốc mình như thế nào một cái xã hội mà chính quyền quản lý dân để cho dân đói trộm cắp rồi thì đạo đức suy đồi thì cái quản lý xã hội quản lý chính trị như thế không không thể gọi là một cái xã hội ấy là cái xã hội có văn hóa ở tầm cao được tôi lấy ví dụ như cái thời nhà lê mà dưới sự cai trị của lê long đĩnh thì để dân đói khổ rồi thì dân bị bóc lột lầm than cơ cực cai trị xã hội thì không có, không có luật pháp xử sự những người mà chính quyền cho là phạm tội chứ chưa chắc là họ đã có tội là theo những cái luật dùng luật dừng là như thế nào là tùy ý nhà vua và những quan lại muốn xử dân như thế nào thì xử mà nó không có luật pháp để định hình cái tội danh ra sao cả mà ném vào trùng hổ báo ném vào hầm rắn rết hoặc là ném vào vạc dầu hoặc tứ mã phanh thay thì đấy cái xã hội như thế không thể coi là một cái xã hội có văn hóa được. Thế sang đến nhà lý ấy, thì như lần trước chúng tôi đã nói là chính trị là rất phân minh yêu cầu một cái xã hội đó là nó phải hợp quần tất cả các sức mạnh đang có ở trong dân cho nên là nhà lý xuất phát từ đạo Phật nhưng không vì thế mà lấy đạo Phật mà ức chế các đạo khác mà mời các đạo khác cùng tham gia chính quyền. Cái việc đa nguyên tôn giáo dẫn đến đa nguyên chính trị như thế là một tổ chức xã hội có văn hóa vì nó thể hiện cái nền dân chủ ngay chính cái bộ máy cầm quyền. Thế bảo như trước tôi đã nói đấy từ cái việc xây dựng cung điện là có những cái biểu thị của từng tôn giáo một là nó tôn trọng cái sự tồn tại của cái tôn, tôn giáo đó tham gia quản lý chính quyền thế và chiết xuất lấy những cái yếu chỉ cơ bản của từng tôn giáo mà làm cái phương châm cai trị đất nước ví dụ như xã hội nho tâm linh Phật thiên nhiên đạo nó được thể hiện ra trong cái cái bộ máy như thế nào lấy cái kỳ cương trật tự của nho giáo biến nó xây thành pháp luật thành kỳ cương trật tự nề nếp ở một cái xã hội được điều khiển từ trung ương cho đến làng xã trong một cái chính thể thống nhất thế và các tôn giáo đều được tham gia một cách bình đẳng. Thế xã hội là nho như thế, còn tâm linh Phật thì như thế nào? Tâm linh Phật là cái tâm linh tiến hóa, nhận thức xã hội một cách đầy đủ, chứ không mơ hồ và không xa vào những cái mê tín, thậm chí là ngu tín. Đạo Phật dẫn con người ta đi đến cái tránh tín và dùng cái tâm linh tiến hóa ấy làm cái kim chỉ nam để cho con người tiến tới thế còn thiên nhiên đạo là thiên nhiên như thế nào lão tử với cái học thuyết của ông này vô cùng rộng rãi người trung hoa cũng không theo được và biến cái học thuyết của ông trở thành một cái tôn giáo lạc hậu tức là một bộ phận thì đi tìm sự trường sinh bất lão vào rừng tìm cây cỏ luyện đan Thế đây để mình trở thành một cái người sống không bao giờ chết cả Và cũng không bao giờ già Thì cái chuyện đó là cái chuyện phi thực tế không bao giờ có được Thế một cái bộ phận thứ hai Là nó biến thái, nó trở thành một cái Cái tôn giáo dọa nạt dân, lừa bịp dân Tức là cái đạo phù thủy Thế nhưng mà ở Việt Nam ấy không đưa những cái vào trong cái hệ thống của bộ máy nhà nước mà chỉ đưa cái thiên nhiên đạo có nghĩa là gì có nghĩa là con người và muôn loài đều bình đẳng vì vậy là nhà lý ấy, là tôn trọng từ cây cỏ cho đến muông thú vì vậy là mùa xuân ấy không được chặt cây non không được hái măng thế rồi phải, phải mùa xuân là phải trồng cây mùa thú động hớn á thú, thú rừng ấy động hớn ấy thì cấm không được săn bắn mùa cá đẻ thì tất cả những cái dụng cụ bắt cá thì phải gác lên chờ cho cá nó đẻ xong đó để tôn trọng sự sinh sản của một loài thế thì như vậy là cái yếu chỉ của mỗi tôn giáo đều được đưa vào thực thi trong xã hội nhưng chủ yếu là cái cái đạo Phật vì đạo Phật làm quốc đạo, vì thế là tất cả những cái tổ chức xã hội đều hướng về cái nhân văn, tức là hướng về cái phục vụ con người. Tôi lấy ví dụ, khi mà Lý Công Nguồn về kinh thành Thăng Long, việc đầu tiên là ông cho xây dựng tám ngôi chùa lớn để cho các sư tăng trụ trì ở đấy, và từ đấy mở ra nghĩa đạo tràng lớn cùng một lúc cấp hàng nghìn độ điểm, độ điểm là cái giấy chứng nhận cho những người đủ tiêu chuẩn về trí thức cũng như sức khỏe để xuất ra. Thế đào tạo những cái người làm gì về các chùa làng chùa tổng, tức là chùa từng khu vực rồi đến làng xã. lúc đầu thì mới có một nghìn nhưng mà dần dần là hàng năm cái số lượng ấy đào tạo ra nó thỏa mãn mỗi làng xã đều có một ngôi chùa và một ngôi chùa ấy là đều có sư trụ trì nhiệm vụ của nhà sư là làm gì khi nhà sư học ấy là học chữ hồi ấy ta chưa có chữ riêng chưa có chữ uh, nôm mà muốn học được chữ nôm thì phải thông thạo chữ hán thế cho nên là tất cả những các sư tăng đều phải học chữ hán vì Kinh kệ hồi là chưa dịch được sang chữ quốc ngữ Tất cả đều phải đọc bằng chữ Hán cả Thế vì vậy sư Tăng trước hết muốn đọc được kinh kệ phải học chữ Hán <laughs> Thế nhiệm vụ của nhà sư về các chùa làng là làm gì? Là như tôi đã nói đấy, trước hết là hướng dẫn tâm linh cho công chúng Để cho dân chúng đi vào cái con đường Tu hành đạo đức từ bỏ những cái tham sân si là ba cái thứ đó là nhà chùa người ta gọi là ba thứ kịch độc vì tham lam nó sinh ra sân hận sân hận sinh ra si mê từ si mê sẽ có những cái hành vi nó không còn tỉnh táo của con người nữa vì vậy cái xã hội đi đến rối loạn không có trật tự kỳ cương và cũng không có đạo đức nữa, cho nên trước hết là giáo dục con người ấy từ bỏ cái tham sân si đi để sống một cuộc đời bình thản và giữ lấy từ bi hỷ xả. Từ bi là gì? là cái lòng bi mẫn, lòng thương người, lòng giúp đỡ con người và thương xót tới muôn loài. Thế và hỷ xả là gì? là xả bỏ tất cả những cái gì nó không cần thiết, cái tham lam không phải của mình thì xả bỏ đi. Và cái hận thù ấy Không có ôm hận với ai cả Thế và hoan hỷ Đối với hoàn cảnh của mình Hiện có của mình Và hoan hỷ vui vẻ với tất cả mọi người Như thế nó sẽ tạo lập được Một cái không khí xã hội yên bình Thế nhà Phật thì dạy Con người như thế Và nhiệm vụ của nhà sư ấy Còn có một nhiệm vụ thứ hai nữa Là mô ông thầy giáo Bởi vì nhà sư biết chữ mà công chúng chưa biết chữ như tôi đã nói là cái thời đầu của nhà lý ấy, các chức sắc ở cái cấp xã đôi khi cả cấp huyện nữa làm những sổ đinh sổ điền sổ thuế là bằng những cái cuộn dây thừng và thắt nút ví dụ như tiêu biểu số 1 là cái gì và số 10 là cái nút nó như thế nào và số 100 thì là cái nút như thế nào thì cứ trông vào những cái nút đấy mà nếm được cái, cái cái con số thì không biết chữ tuy vậy thì nhà vua ở nhà rừng nhà xưa ấy nhà vua nhà sư là phải dạy chữ cho con cái của nông dân như thế nhà nhà thư nhà nhà sư ấy vừa làm cái việc khai minh khai thị và khai trí cho dân cái thứ ba nữa là nhà sư làm mà ông thầy thuốc hướng dẫn cho dân biết lấy những cây lá ở trong vườn nhà hoặc là trong những khu rừng gần nhà để trị những cái bệnh thông thường ví dụ như cảm cúm hay là nhức đầu sổ mũi này khác các thứ thì hướng dẫn cho dân biết hái những cái lái hoặc là đưa những cái cây ấy về trồng trong vườn nhà làm có một khu vực vườn thuốc ở trong nhà mà biết cách sử dụng thế còn những bệnh nặng ấy thì nhà sư mới trực tiếp để chịu điều trị cho dân thế một cái ông ông thầy chùa làm ba cái nhiệm vụ là một nhà hướng dẫn tâm linh, là một ông thầy giáo và ông thầy thuốc. Thế nhưng cái nhà sư ấy cũng không ăn vào của bố thí cũng giàng của dân chúng, nhà chùa cũng tự cày cấy lấy lúa gạo mà ăn, không không nhờ và dân cái gì cả. Vậy mà cái tôn giáo ấy, đại diện cho một cái chính quyền ấy chỉ có cho không có nhận. Thế thì như vậy là cái văn hóa của họ nó cao lắm cái, cao ở cái chỗ là săn sóc đến đời sống vật chất và tinh thần của con người một cái chính quyền mà săn sóc từ đời sống vật chất đến đời sống tinh thần khai tâm khai trí khai minh cho con người thì cái xã hội như thế cái chính quyền như thế là cái chính quyền đạt cái tầm văn hóa ở mức độ cao. Đo cái năng lực của chính quyền và chất lượng của chính quyền bằng cái hạnh phúc mà người dân được hưởng thụ. Cũng như vua Bhutan đấy. Phóng viên nước ngoài hỏi nhà vua là cái tổng thu nhập quốc dân của nước Bhutan là như thế nào thì nhà vô trả lời chúng tôi không quan tâm đến tổng thu nhập của xã hội là bao nhiêu, chúng tôi chỉ quan tâm đến cái tổng hạnh phúc của người dân thôi. Thế như vậy cái chính quyền ấy là cái chính quyền nó đạt tới cái tầm văn hóa cao lắm. Mặc dù nước Bhutan là rất nhỏ bé và dân số thì ít, diện tích thì ít, nhưng họ quản lý con người mà mỗi con người được tôn trọng như là một con người thực thụ vừa có tự do vừa có đời sống vật chất tinh thần mà tất cả mọi phương diện đều được xã hội tôn trọng thế con người ấy được xã hội săn sóc từ vật chất đến tinh thần tín ngưỡng tôn giáo và học hành đủ tất cả các thứ thì một cái chính quyền quản lý một cái xã hội như thế là cái tầm cao lắm mặc dù nước Bhutan bây giờ là một cái nước rất là nhỏ và tổng thu nhập quốc dân không đáng kể nhưng mà cái tổng hạnh phúc của người dân ở đấy vào loại số 1 trên thế giới thế thì nhà lý chúng ta cũng đạt được cái tầm mức ấy và còn cao hơn thế nữa và cao hơn tầm cao của nhân loại như lần trước tôi đã nói đấy Nhà Lý hội nhập được cả ba tôn giáo vào làm một cái thể chế để điều hành trong việc xây dựng đất nước. Trong khi ấy, cùng đồng đại với chúng ta ở châu Âu, ấy, chỉ có một tôn giáo là Kỳ Tô giáo thôi. Mà trong nội bộ của họ, cái chiến tranh kéo dài tới cả trăm năm. Thế so với nhà Tống, ở bên cạnh ta, ấy, thì nhà Tống nội bộ thì lục lục, hèn yếu. Và ở phía Bắc, thì quân Liêu, ở phía Tây thì quân Hạ có hệ động đánh. Họ đánh đến đâu thì triều đình nhà Tống lui đến đấy. Vừa đầu vừa đầu hàng vừa cắt đất vừa chiều cống. Thế thì như vậy cái nước khổng lồ bên cạnh chúng ta thì cái tầm quản lý đất nước và cái trình độ là kém xa chúng ta, kém rất xa. Cũng như tôi nói cái chính sách ngũ binh như nông ấy là bất cứ một quốc gia nào cần phải tổ chức có một quân đội mạnh để bảo vệ đất nước. Quân đội nhà Lý có mạnh không? Quân đội nhà Lý rất mạnh. Nhưng cái thường binh tức là quân thường trực ấy, họ chỉ tổ chức rất ít thôi. Một số để bảo vệ trật tự ở kinh thành, một số khác bảo vệ an ninh trật tự ở trong nội bộ và bảo vệ biên giới. Cái số số ấy gọi là thường binh bây giờ ta gọi là quân thường trực ấy nó rất ít. Nhưng mà tổng số binh lính của nhà Lý khi cần huy động thì là rất nhiều bởi vì mỗi người nông dân là một người lính. Con trai từ 18 đến 35 tuổi hàng năm phải học quân sự 2 tháng vào các mùa nông nhàn. Triều đình cử những chuyên gia quân sự về dạy huấn luyện kỹ chiến thuật này khác các thứ đầy đủ. Thế cho nên ta có một đội quân là sự bị ấy, rất lớn mà cái kỹ chiến thuật không hề kém những cái đội quân tập trung. Thế vì vậy như lần trước tôi đã nói đấy, ở trong văn đời loại ngữ ghi rất rõ là ông Thái Diên Khánh ông làm quan ở đất đất Hoạt tức là cái đất của Quảng Đông đấy. Ông học cái cách tổ chức quân đội của chúng ta như thế nào dông lên vua thần tông nhà Tống. Được vua thần tông nhà Tống sai áp dụng cái binh pháp của Việt Nam vào cái việc phấn luyện quân đội Trung Quốc. Như vậy về mọi mặt Là chúng ta đều ở cái tầm Tầm cao cả Thế còn quản lý đất nước Thì chúng ta thấy Vua Lý Công Nguồn ấy Vừa mới lên ngôi một cái Thì, thì tuyên bố xá thu thuế 3 năm Chưa một cái chính quyền nào non trẻ Và đã dám làm cái việc đó Cái thứ nhất là xá thu thuế cho toàn dân trong 3 năm liên tục. Thứ hai nữa là công dân mà ai còn nợ chính quyền cũ, ví dụ như tô thuế siêu dịch này khác các thứ còn nợ mà chưa đóng được thì xóa bỏ hết. Chính quyền mới không có truy thu, không có truy đòi. Thứ ba nữa là những người mà bị cái chính quyền cũ khủng bố phải bỏ nhà cửa đi lưu tán các nơi khác thì sẽ cấp tiền gạo cho trở về quê cũ làm ăn. Thứ nữa là khuyến khích mọi người khai hoang vỡ hóa ruộng đất ruộng bãi bồi rồi đất rừng và những cái đất hoang hóa khai hoang được đến đâu thì cho làm chủ cái đất đấy luôn tức là hữu sản hóa cho người dân và tùy theo cái sức bỏ ra mà nhà nước miễn thuế cho từ 3 năm, 5 năm, 7 năm thậm chí những cái đất nó khó khăn quá thì miễn thuế suốt suốt cuộc đời không phải đóng thuế gì hết ngoài ra nhà nước chỉ thu sáu loại thuế bây giờ các vị thử tưởng tượng xem một cái xã hội mà chỉ có sáu loại thuế còn dân chúng muốn làm ăn gì thì làm ăn nhà nước không đánh thuế sáu loại thuế là gì là khai thác những sản phẩm cực kỳ quý hiếm của rừng và biển rừng thì có trầm hương ngà voi và sừng tê giác thì ba cái thứ đó khai thác cũng không dễ ví dụ bắt một con voi để cưa lấy cái ngà của nó đâu có dễ bắt được một con tê giác cũng không dễ một tí nào nó là một cái động vật nó rất hung dữ thế rồi trầm hương ấy thì gọi là ngậm ngải tìm trầm tìm đến cả năm đến mấy năm cũng chưa chắc là đã được một một khúc trầm thế thì những cái cực kỳ quý hiếm như thế anh khai thác được thì phải nộp thuế cho nhà nước đó là rừng. Còn về biển đấy, thì là ngọc trai, anh mò được, anh bán anh phải đóng thuế, đồi mồi và muối. Vì ngày xưa cái công nghệ làm muối cực kỳ khó khăn, chưa chưa có công nghệ làm như bây giờ. Thế vậy thì chúng ta thử tưởng tượng xem một xã hội ấy, người dân tự do làm ăn, tự do khai khẩn thì được công nhận là đất đai của riêng mình. Thế con người ấy, có cái nhu cầu tối thiểu ấy, mà cũng là cái nhu cầu không thể không có được là tự do và tư hữu. Thế tự do thì nhà nước đã công nhận quyền tự do mà anh muốn làm gì anh làm làm thậm chí không phải đóng thuế. Thế là tự do chứ còn gì nữa. Thế và tư hữu tài sản thì anh không có gì cả. Bây giờ tao khuyến khích anh, anh làm được cái gì người ta công nhận cấp cái quyền chứng nhận ruộng đất cho anh như bây giờ là cấp sổ đỏ đấy thế thì một cái xã hội như thế thì làm cái xã hội ở cái tầm cao văn hóa không còn gì phải bàn bàn cãi nữa thế còn nhà lý á, thì khuyến khích là người dân dựng chùa các sử gia không biết lầm lẫn cứ nghĩ rằng là chùa là cứ phải xây to tướng như là là ở triều đình nhưng không phải cái thời đó là tới trên 90% đất đai là rừng núi, là rừng mọc lên. Các vị nhớ là năm 1054 ấy, vua Lý Thái Tông còn đi săn voi ở bờ hồ Dâm Đàm, tức là bờ hồ Tây đấy. Thế thì đủ biết rằng là rừng nó rộng đến như thế nào. Và bên Hồ Tây bây giờ vẫn còn có một cái phố gọi là phố Trích Sài thuộc làng trích xài trích là gì trích là hái là lấy xài là cối thì đấy cái làng trích xài xài là cửa rừng đấy là cái nơi để cho dân sơn tràng vào rừng khai thác thế thì đủ biết là rừng nó nhiều lắm thì vậy thầy làm một ngôi chùa khoảng độ năm bảy chục đến một trăm mét vuông thì độ vài chục anh trai làng vào trong rừng mà khai thác gỗ và tre đem về dựng lên và đắp tường đất thì hai chục anh trai làng có thể làm độ một tuần lễ là xong một cái ngôi chùa tạm thế có cái gì đâu thế các sử gia là không biết là lên án là nhà lý xây dựng chùa triền vét máu mỡ của dân thế rồi thì trường học thi cử để tuyển chọn lấy người vào làm việc trong triều đình là những nhân tài đấy thì không làm mà cứ đi làm chùa thì thử hỏi một cái xã hội các công chức lập các sổ còn phải dùng các cuộn dây thừng nếu mà mở những cái trường như thế trường trung học và cao học như bây giờ ấy hoặc là như thời lê thời nguyễn về sau này ấy, thì lấy đâu ra thầy mà dạy và làm gì có học trò thì thì phải nhà chùa người ta đi từ sơ cấp rồi thì mới đi lên nên nhớ là nhà lý làm cái gì cũng đều có cái căn bản rất là vững chắc đi từ cái chỗ nhà sư cái nền giáo dục ấy đi từ chỗ nhà sư có nhiệm vụ phải dạy dỗ con em nông dân đến cái chỗ mở cái khoa thi đầu tiên mà thi minh kinh bác học đấy tức là thi tiến sĩ ở cái cấp cao nhất của cái chế độ giáo dục cái thời đó là từ năm 1011 Đến năm 1075 mới có khoa thi đầu tiên. Cái người đỗ đầu của khoa thi ấy là Lê Văn Thịnh coi như trạng nguyên khai khoa. Tức là trong 65 năm trời, 65 năm trời nhà Lý mới hoàn thiện cái hệ thống giáo dục từ cấp cơ sở cho đến cấp cao nhất. Và người ta đào tạo được những nhân tài nó hoàn thiện những nhân tài đúng là những nhân tài vừa có văn hóa, vừa có đạo đức vừa có khả năng điều hành bộ máy nhà nước. Thế vậy thì cái nền giáo dục ấy là cái nền giáo dục về cơ bản rất vững chắc. Và người ta không hấp tấp, không ấp, không hấp tấp, cho nên là đào tạo đến đâu được đến đấy. Và quan lại nhà lý, ấy, người ta hết lòng vì dân. Tại sao như thế? Là vì từ nhỏ đã là học sinh được các ông ông sư dạy mà nhà sư dạy thì trước hết là dạy đạo đức mà đạo đức là gì trước hết là dạy cái lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ và anh chị ở trong nhà cũng như là cái lễ độ lễ phép đối với những người cao tuổi những người lớn tuổi hơn mình ở trong xã hội một cái xã hội mà con em chúng ta được đào tạo từ tấm bé như thế thì đến lúc họ lớn lên họ tham gia những công việc xã hội họ là công dân hoặc là họ những người có may mắn được vào bộ máy cầm quyền thì ai cũng có đạo đức ai cũng có cái cái trách nhiệm đối với xã hội mà trước hết là đối với bản thân đối với gia đình Người ta không dạy những cái điều quá tầm với của con người Dạy trước hết là Anh phải biết anh là ai đã Và trình độ của anh đến đâu Rồi thì cái chiếm hữu của anh đến đâu Thì anh sở hữu đến đó Chứ không phải là trình độ của anh thấp Mà anh đòi hưởng thụ cao Thì nó sẽ sinh ra cái Cái, cái lòng tham Mà cái tham ấy Tham và sân si ấy, đó là cái chất kịch độc mà nhà chùa người ta không bao giờ người ta hướng dẫn con em nông dân làm cái việc đó thì một cái xã hội được cái tôn giáo nó đặt cho một cái nền móng đạo đức và trí tuệ nó có căn bản từ nhỏ cho đến lớn cho nên cái xã hội của nhà lý nó thuần từ lắm tôi lấy ví dụ ba năm đầu lý công uẩn xã tô thuế cho dân hết ba năm ấy thì nhà vua lại xóa tiếp ba năm nữa thế các triều quan nó bảo ba năm đầu ấy là cái hồi quốc sơ tức là hồi mới thành lập nước bệ hạ thương dân xa tha, thao tô thuế cho dân thì đã đành rồi nhưng bây giờ là dân khá rồi thì nhà nước phải thu tô thuế để có cái, 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 cái ngân quỹ mà điều hành đất nước thì nhà vua trả lời rằng Các khanh thương triều đình Nhưng mà chấm thì thương dân Ba năm vừa rồi ấy, Là để cho dân mới hồi phục thôi Mới tạm thời họ có bát ăn thôi Họ chưa có gì tích lũy Tức là chưa có bát nẻ Nói theo như ngày xưa ấy, Là không có bát nẻ Tức là không có tích lũy Thì bây giờ phải giúp cho người ta có cái gì Người ta tích lũy Và lại của cải để trong dân chúng tốt hơn Là để trong kho đủ nhà nước để trong kho độ nhà nước thì nó có nhiều loại chuột lắm nó đục khoét không có lợi thế thì cái người cầm quyền ấy họ thương dân đến như thế bởi vì dân là nước sức mạnh của dân sức mạnh của nước ấy là ở trong dân chứ sức mạnh của quốc gia không nằm trong binh lính đâu binh lính chỉ có trách nhiệm giữ trật tự và chấn áp phản loạn cũng như là chống ngoại xâm thôi chứ cái sức mạnh ấy không sinh sản cái sức mạnh của quân đội không sinh sản xin nói thật là như thế nhé mà bất đắc dĩ lắm mới phải tổ chức quân đội không thể không có những cái xã hội thịnh trị ấy là không coi trọng lắm cái việc tổ chức quân đội một cách hùng tráng để mà lòe bịp dân rồi để mà đe dọa dân đâu nhà lý có một đội binh cực mạnh khiến cho những ngoại bang lân bang là không dám nhòm ngó gì vào đất đai của nhà Lý cả. Mà chính sách của nhà Lý ấy, rất là cương dũng đối với đối với phía Bắc. Tôi lấy ví dụ khi Lý Thái Tông lên cầm quyền, việc đầu tiên là đem con gái của mình là công chúa Bình Dương gả cho thân Thiệu Thái là đầu mục cái người đầu mục dân tộc là ông Sơn. Thế thì những các đầu mục ấy được là phò mã của nhà vua thì họ cố kết cái đầu mục ấy tức là toàn bộ những cái dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn thuộc quyền cai trị của thân thiểu Thái. Thế thì như vậy thì toàn bộ cái dân chúng ấy thuộc về triều đình. Nhà nước không phải đem quân ra đấy mà giữ biên giới. Dân của thân thiểu Thái sẽ võ trang giữ, giữ, giữ biên cương tôi lấy ví dụ có một cái chuyện như thế này thời kỳ gì? khoảng độ năm 1058 60 rồi đấy thì ở bên bên kia biên giới ấy, nhà tống có hay quấy nhiễu mà đặc biệt có một cái tên của tên dương bảo tài nó có một cái đội quân nó cứ thỉnh thoảng có đánh sang nó quấy nhiễu, nó cướp phá ở bên này. Thì vua mới sai thân thiệu tái, đem quân xong bắt băng được Dương Bảo Tài. Đánh dẹp, bắt Dương Bảo Tài và đánh tan cái đội quân của Dương Bảo Tài và bắt Dương Bảo Tài về trị tội. Sau đó cho an trí ở trong Nghệ An. Nhà Tống mở một cái hội nghị để thương thảo với ta ở bên... Bên, bên bên kia biên giới tôi ở cái cái khu vực mà bây giờ thì là thành phố Nam Ninh đấy. Thế là bên ta cử hai người sang thương thảo, họ biếu xén quà cáp vô cùng nhiều và rất là trân trọng. Rồi cuối cùng chỉ xin thả Dương Bảo Tài. Quà cáp anh biếu tôi thì tôi nhận nhé, những cái gì, cái gì anh ưu ái cho tôi thì tôi nhận bởi vì tôi không đòi thế nhưng mà dương bảo tài thì báo cho các anh biết rằng là cái tướng này ấy, nó gây nhiều tội ác với biên dân của chúng tôi là khi bắt được một cái là dân người ta chém chết ngay rồi người ta xả ra rồi làm trăm làm nghìn mảnh rồi bây giờ cũng chả biết xác nó ở đâu cả mà đòi thế nhưng thực tế thì đưa anh ta vào an trí ở nghệ an thì đây cái chính sách cương dũng của nhà Lý đối với phía Bắc là như thế. Trong, trong thời đại nhà Lý thì có mấy lần là đã, ừ. đã đánh nhau với nhà Tống. Dạ vâng, thôi, bây, bây, giờ hắn cứ nói về những cái cái trị dân mà nó có có cái tầm văn hóa là như thế. Thế sau cái sau cái 3 năm mới đến cái 6 năm. Thì hết cái 6 năm ấy thì 6 năm thao tô thuế. Thì hai năm tiếp theo sau, thì nhà vua lại tha ba năm nữa thì, Nhưng ba năm sau này thì Tha một nửa thôi Nhưng mà kéo dài ra làm ba năm Thế như vậy là Trong 18 năm cầm quyền Của Lý Công Nguồn Thì có 7 năm rưỡi thao tu thuế Thì tôi đã, tôi đã nghiên cứu những cái chính sách Về thuế má của các nước Từ cái thời trung đại cho đến cổ đại thì từ khi xã hội loài người có cái tổ chức nhà nước phong kiến cho đến đến bây giờ là cái xã hội nó văn minh tiến bộ đến bây giờ thì chưa có một chính quyền nào, chưa có nhà nước nào dám tha tô thuế dài dài một cái khủng khiếp như thế. Thì chúng ta đủ biết rằng cái tầm cao văn hóa của nhà Lý nó đến mức độ như thế nào. Tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo về mọi mặt đều ở trên cái tầm cao của nhân loại cả. Cho đến bây giờ tôi nói thật từ cổ đại đến bây giờ chưa có một cái chính quyền nào tôi cam đoan như thế. Mà dám tha tô thuế trong 18 năm liền mà dám tha tới 7 năm rưỡi. 7 năm rưỡi. Không có một chính quyền nào như thế. Giỏi lắm thì tha được một năm. Tôi lấy ví dụ như chính quyền của ta thương dân lắm nhé. 30 năm chính chiến từ năm 1946 cho đến 1975, tức là nhân dân tham gia chinh chiến suốt 30 năm. Nhiều gia đình khi kết thúc chiến tranh rồi, không còn một người con, người cháu nào sống sót cả. Chỉ có mấy ông bà già còn tồn tại. Tức là nhiều gia đình tuyệt giống để đem về một cái giang sơn. Thế mà, đến lúc tha tô thuế cũng tha được một năm mà từ năm 75 đến năm chín mười mấy bây giờ mới tha, tha là tha được một năm nhưng mà là kéo ra làm hai năm, mỗi năm chỉ được 50 phần trăm thôi. Mà cái những cái năm mấy cái sản lượng nó thấp lắm nó có đáng gì là bao nhiêu đâu? Thế mà dân chúng lầm than đến như thế nhá, xương máu đổ ra như thế, mà cũng chỉ mới được hưởng có như thế thôi. Thì đủ biết rằng cái chính quyền nhà Lý nó nhân văn đến như thế nào, nó thương dân đến như thế nào. Cái tầm cao của cái 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 văn hóa của nhà Lý đánh giá cái tầm cao hay tầm thấp của một cái nền văn hóa ấy, là ở cái chỗ chính quyền nên làm được cái gì cho dân chứ không phải cái chính quyền ấy huynh hoang sắm được bao nhiêu vũ khí cái việc đó người dân không cần nhưng mà khi cần phải đứng lên chống quân xâm lược thì chính những người ấy biết bao nhiêu cuộc chiến tranh chống xâm lược của chúng ta từ tay không. Năm 1946 cả nước đứng lên chống giặc thì chúng ta nói là bắt đầu chúng ta chỉ có gậy tầm vông và giáo mát thôi có gì đâu. ấy thế mà sắt thép đồ xuống trận Điện Biên Phủ khiến cho những cái binh đoàn lớn nhất và tinh nhuệ nhất của Pháp phải ra hàng. Và cả cái hệ thống thuộc địa của Pháp cũng như của thế giới phải tan rã bởi một cái chính quyền tay không. Là cái chính quyền cộng sản Bắc Việt Nam đấy. Thế thì những cái những cái chiến công ấy ai đem lại? Dân. Sương máu của ai đem ra? Dân. Thế nếu không có cái dân ấy thì cũng không có cái nước này. Thế nhà lý ý, thích, ý thức được rằng là cái sức mạnh của một quốc gia là dân. Còn cái bộ máy cầm quyền ấy chỉ là cái người hướng dẫn dân thôi. Vì thế họ rất khiêm tốn. Họ tôn trọng cái sức dân bỏ ra. Thì họ lại lấy cái của dân ấy để nuôi dưỡng dân. Sự thật ra cái triều đình ấy họ cho dân cái mà họ không mất tôi cam đoan với các vị như thế tất cả mọi chính quyền họ không có gì trong tay cả nhà nước giàu hay nghèo đều do dân cả những của ở trong kho đồn đấy là của dân đóng góp vào từ thuế máu và sức lao động của mọi người chứ không chính quyền nào có của cải mà ban phát cho dân đâu nếu họ cho dân như chính quyền của nhà lý cho dân nhiều như thế là họ cũng lấy của dân cho dân họ cho cái mà họ không mất nhưng mà như chính quyền vô đạo đức vô liêm sỉ ấy, Ngay cái không mất ấy nó cũng không cho Thế thì chúng ta mới thấy rằng Cái nhà lý tôn trọng dân như thế nào Mà cái người vì, vì cái người dân được tôn trọng như thế Thì họ lại hết sức Quay lại phục vụ nhà nước Trong cái thời kỳ nhà lý cầm quyền ấy Ít ra trên 100 năm đầu Không có loạn lạc không có cái cuộc khởi nghĩa rồi mà đòi cơm áo đâu không có cái chuyện đấy vì không có cái bất công xã hội cái bất công thì thời nào cũng có nhưng mà nhà lý làm đến mức tối đa để hạn chế sự bất công ấy tôi lấy ví dụ về cái hệ thống xét xử là nó có một cái hệ thống pháp luật từ xã huyện cho đến trung ương nó gọi cái cơ quan đấy nó gọi là cái đình uy ti nó cũng như cái bộ tư pháp bây giờ ấy. nó gọi là đình uy ti thì tất cả những xét xử ấy nó đều do tòa án của cái bộ tư pháp nó lập ra thế ngày xưa nó thuộc đình uy ti thế nhưng mà lý thánh tông ấy thấy rằng cái việc xử như thế chưa chắc mà đã công bằng chưa chắc đã an tâm ông ấy lập ra mà cái gọi là đô hộ phủ sĩ sư đô hộ phủ sĩ sư thì lấy những các quan lại liêm khiết nhất hiểu biết nhất ví dụ ông đang là bộ trưởng thì đem cả cái bộ máy của ông của riêng ông ấy sang cái cái đô hộ phủ sĩ sư để làm việc Thế mà để cho cái đô hộ phỉ sự sĩ sư ấy Họ làm việc thì công việc của họ là gì Những cái vụ án lớn nhất đã xử rồi Nhưng mà lòng dân chưa yên Thì cái đô hộ phỉ sự sĩ sư ấy đem cái vụ án ấy phải xử lại Cũng như bây giờ ấy gọi là giám đốc thẩm đấy thẩm. Mà đôi khi lại còn tái giám đốc thẩm nữa cơ thẩm. Người ta xử một lần rồi cái gọi là cái siêu tòa nó xử một lần rồi nhưng vẫn chưa thấy yên tâm lại xử lại một lần nữa tức là ta quan tâm đến cái thân phận của con người đến như thế vì sao có cái thói là vì có một cái việc như thế này trời rét vua lý thanh tông thấy con gái của mình là công chúa động thiên mặc áo kiều tức là áo lông kiều đã gọi là áo hồ kiều, áo hồ, kiều hồ là gì hồ là của người hồ người hồ là có vùng mông cổ đấy Thế là kiều là cái lông kiều là từ đấy nó ra thì người ta gọi là áo hồ kiều mặc áo hồ kiều tức là áo lông kiều rồi ngồi bên lò sưởi ngự tức là phòng lò khở sưởi ở trong cung vua và mà vẫn thấy rét thế vua mới bảo là con ta mặc áo hồ kiều ngồi trước lò sợi ngự mà còn rét như thế này. Muốn chi những người tù mà họ thân ở trong tù ăn đói mặc rét bị tù đấy nhưng chưa hẳn họ đã có tội. Đấy nhà vua còn nghĩ tới cái việc như thế chứ không phải tất cả những người ở trong tù mà có tội đâu. Thế nhà vua bật vì sao những người ở trong tù mà không có tội là vì người dân không biết luật mà vô tình phạm phải luật cho nên cũng bị phải xử đi tù họ thù hằn nhau hoặc là quan trên ức hiếp họ cướp của họ xong rồi xử đưa cho họ vào tù để họ không kiện tụng được nữa thế nhà vua ông nghĩ thế thì là nhất loạt khoan giảm cho những người bị tù mỗi người một, một bậc ví dụ như tù 3 năm thì cho xuống 2 năm 2 năm cho xuống một năm Sáu tháng thì tha luôn Thế mà tù án chém thì cho trung thân Đại khái như thế mỗi người là hạ xuống cho một bậc Và sai phát chăn ấm và cho cơm ăn một ngày hai bữa Thế và từ đấy vào lại cấm những người cai ngục ấy không được bắt tù làm việc riêng cho nhà mình còn còn thương thương người tù đến như thế thế và từ đấy thì, thì ông mới lập ra cái đồ hộ phủ sĩ sư để cái việc xét xử cái sự oan ức nó hạn chế đến mức tối đa thì đấy một cái chính quyền đấy tôi lấy ví dụ như con tôi rồi nhé mà trời rét thì cái việc đầu tiên ấy là tôi phải lấy thêm quần áo cho nó mặc nhưng nhà vua lại không không có sai. Đấy. Quân hầu mà đem thêm quần áo ấm vào cho công chúa mà nghĩ ngay đến cái việc người tù ở trong tù. Và lập ra một cái cái đồ hộ phủ sĩ sư, tức là một cái tòa án tái thẩm, giám đốc thẩm. Thì một cái một, một cái ông vua ấy lúc nào cũng nghĩ đến cái thân phận của người dân như thế. Thì dân nào mà không thương. Thế cái chính quyền như thế thì đã đạt đến cái tầm cao văn hóa chưa? Các vị thử xem vào trong lịch sử dân tộc ta và lịch sử các dân tộc khác, các dân tộc văn minh khác ngay như bây giờ ấy, đã đạt được cái trình độ như thế chưa? Còn... Không có đâu. Cần lâu lắm, xa. thế cho nên là cái tầm cao văn hóa của nhà Lý nó cao vời vợi. Thế thì cái đó có được trở thành cái gia tài của chúng ta không? đấy là quá khứ đấy. đã có một nhà khoa học lịch sử, ông William Brang, ông nói rằng dân tộc nào mà biết khai thác sức mạnh từ quá khứ lịch sử của dân tộc mình, thì dân tộc ấy sẽ có trí thông minh và sức mạnh gấp đôi. Thế chúng ta đã học được gì ở cha ông mình? Nếu cái tài sản đó mà không được khai thác thì có hai điều xảy ra. Một là chúng ta là những người con bất hiếu. Con cháu không biết nối trí của cha ông. Hai là chúng ta những là những kẻ khờ dại. Cứ đi học những cái gì xa lắc xa lơ ở đâu ấy mà trong cái tài sản của mình hiện có không biết đem ra học tôi thấy tăng thân lòng mai ấy thường được thần thiền sư vạn hạnh nhắc nhở như thế này thiền sư ở uh, thiền sư thích nhất hạnh là nhắc nhở như thế này chúng ta cần giao lưu với các dân tộc trên thế giới chúng ta cần học hỏi nhiều ở các dân tộc trên thế giới nhưng nếu chúng ta biết quay về học tổ chức xã hội và tất cả những cái chính sách của nhà Lý với nhà Trần học đủ được những cái thì chúng ta không phải tìm ở đâu cả nhé. Cái trình độ của nhà Lý với nhà Trần chúng ta không không chỉ trong quá khứ Thiền sư Thích Nhạnh Hạnh nói như thế không không chỉ trong quá khứ mà ngay cả trong hiện tại và tương lai ấy, còn cao hơn tầm cao của nhân loại. Không phải đi tìm ở đâu cả. Tìm ngay trong cha ông mình. Để mà học. Thiền sư thích nhất hành. Không nói là mình là nhất. Phải học. Kinh nghiệm của các dân tộc khác. Nhưng cái kinh nghiệm của dân tộc chúng ta. Ấy, từ thời nhà Lý Nhân Trần. Cũng đã đạt, đạt đến cái tầm cao vòi vội rồi. Cố gắng. Với với lấy với tay lên kiếng lên mà học chính ông cha mình hãy xem cái hệ thống tòa án của chúng ta xử án bây giờ tôi không nói là mọi xã hội là không có án oan xã hội nào cũng có án oan bởi vì nhận thấy có án oan cho nên lý thánh tông mới tổ chức cái đô hộ phủ sĩ sư như thế và ông cũng khẳng định ngay là những người tù không nhất thiết những người tù là có tội. Cho nên ông mới, mới khoan giảm như thế. Thế nhưng bây giờ chúng ta thấy là nhan nhản những người tù nào là tội giết người, tội cướp của, tội hiếp dâm. 5 năm, 10 năm sau, thậm chí 20 năm sau mới lại xóa án cho những người đó. Thế cho nên cái hệ thống Tòa án của chúng ta ấy, Làm việc còn thiếu sót rất nhiều Thiếu sót nhiều ấy, Mà lại không chịu nghe dân nhé. Làm tổn hại đến đời sống của người ta rất ghê Một con người ấy, Giỏi lắm Sống được 6-70 năm Thế mà lính cái án Tử hình Nhưng mà Chưa, chưa thi hành án tù ở trong tù 15 năm, 20 năm. Đến lúc thả ra thì hết cuộc đời, ví dụ 20 tuổi mà đi tù đến 40 tuổi, 20 năm ở trong tù lúc ra trở thành một thằng ngớ ngẩn. Coi như giết chết cả một cuộc đời một con người. Thì những cái đó, những cái người cầm cân nảy mực trong cái ngành tòa án ấy, cứ luôn luôn có cái cán cân cân bằng như thế này. Nhưng mà nếu mà nhìn vào những cái vụ án ấy thì chúng ta thấy cái cán cân ấy nó lệch lắm một bên thì sát đất mà bên thì bình lên trời nhé. Thế thì tôi không dám nói rằng là có một cái xã hội nào đó không hề có cái sự oan ức không có đâu, không có xã hội nào có như thế cả. Thế nhưng mà xã hội ta cái hệ thống luật pháp ấy nó còn nhiều cái khiếm khuyết lắm mà cần phải bổ sung mà muốn bổ sung được thì phải nghe dân. Tôi lấy ví dụ năm 1042 là năm nhâm ngọ nhà Lý soạn được cái bộ luật hình đầu tiên thế để áp dụng cái bộ luật đấy thì nhà nước cử người về từng địa phương một phổ biến cái luật đó xong rồi để cho các tòa án ở địa phương ấy đem cái luật đấy ra xử thì xem dân chúng ưng điều nào không ưng điều nào thế nếu mà dân chúng ưng thì dân chúng nói cái điều này được dân chúng không ưng nói điều kia chưa được cái này nó còn nhiều bất công lắm thì cái ông đem cái chính sách ấy đi phổ biến ấy, đem cái luật pháp đi phổ biến ấy thì gọi là ông xuất nạp quan xuất là từ triều đình xuất đi đem chính sách của triều đình đi phổ biến thế nạp tức là lại lấy ý kiến của dân quay trở lại triều đình Thế cái điều nào nó không hợp lý trong cái bộ luật Ví dụ có 100 điều Mà có 25 điều nó không hợp lý Thì triều đình lập chức tu chính ngay lập tức Đấy người ta nghe, nghe dân là như thế Chứ không phải là ông cứ ngồi ở Hà Nội này Ông soạn ra luật theo ý ông xử 6 tháng xong rồi thì ông lại bỏ cái luật đấy đi. Rất nhiều luật kinh tế đấy. Bây giờ nếu các vị cứ xem ở trong cái xã hội chúng ta chỉ 6 tháng trời hoặc là 2 năm trời cái luật đấy là coi như chết tòi rồi. Thế có, thế như thế là cái tính bao quát, cái tính khái quát của những người làm luật đấy, nó không sát dân. Nó không sát dân và không sát với nền kinh tế. Thế lẽ ra thì phải hỏi ý kiến của những người làm kinh tế, hỏi ý kiến dân. Rồi trên cơ sở ấy mình soạn luật, thì những người làm kinh tế thì bao giờ người ta cũng muốn là là luật pháp đánh lên họ nhẹ thôi thuế má ít thôi thế nhưng mà trong khi nhà nước cần thì phải làm sao nó cái mức trung bình nó có lợi cho doanh nghiệp đồng thời có lợi cho nhà nước nếu chỉ có lợi cho doanh nghiệp không thôi ấy tức là thiệt cho dân nhà nước không thiệt cái gì đâu cứ nói là nhà nước thiệt nhà nước không thiệt nhà nước có gì đâu tất cả đều cho dân cả nếu mà cái thiệt đấy nhà nước không thu hồi được về để sử dụng cho các công việc công ích ấy tức là dân thiệt tức là dân phải đóng một cái phần khống cho sinh nghiệp thế nhưng mà nếu cái chính sách nó vừa đủ tức là vừa khuyến khích cho cái người kinh doanh và sản xuất đồng thời là, là khuyến khích cho cái việc lấy cái tiền đấy để phát triển xã hội các cơ sở hạ tầng của xã hội thì nếu mà cái chính phủ điều hành như thế và có những cái luật như thế thì nước thịnh mà không có cái bọn tham nhũng nhảy vào đấy được đôi khi ấy, luật làm ấy, là cái bọn tham nhũng nó thao túng cả những người làm luật chứ đừng tưởng rằng là, là luật mà do mấy ông luật sư thảo ra hoặc là cái ban soạn thảo là công bằng đâu không có đâu nó ở những cái chính quyền mà, mà không nghiêm túc ấy, thì nó thao túng từ gốc từ luật thế vì vậy là nhân dân phải giám sát ờ, nhà nước đã nói và đảng cũng nói đó. dân bàn dân làm dân kiểm tra thế và luật pháp cũng cho phép nhé. thế nhưng mà dân bỏ mất cái quyền của mình là quyền kiểm tra quyền kiểm tra, quyền khiếu nại, quyền khiếu tố, quyền tố cáo. Tại sao dân không làm cái việc đó? Mà để cho cán bộ họ thao túng. Nếu mà dân hiểu luật, dân trí cao hiểu luật, mà như anh cán bộ thuế đi đánh thuế một cách bừa bãi, bởi anh nhầm rồi. Anh có nhớ cái điều bao nhiêu, bao, bao nhiêu ở trong cái sổ bộ thuế không? Cái chính sách thuế như thế nào không? Anh về học lại đi. Nếu dân biết bảo vệ mình bằng luật như thế Thì những cán bộ thuế trột dạ không dám làm càn đâu Thế nhưng mà Dân trông thấy cán bộ thuế cũng như trông thấy an ninh ấy Là co rúm ra lại rồi Bởi vì sao? Có hai cái điều xảy ra Một Là anh buôn gian bán lận Thì anh mới sợ hai là anh có tật anh giật mình nhé anh hay trốn thuế và ba nữa anh chả hiểu gì về luật pháp cả thế, thế nếu anh buôn bán một cách sòng phẳng anh đóng thuế một cách công bằng anh không trốn thuế anh khôn ngoan là anh tránh thuế chứ không phải anh trốn thuế bởi vì nó có điều khoản cho những anh ví dụ cái điều a này thì anh đóng từng này sang cái điều b thì anh đóng thế này thì tôi cứ cãi tôi để cái, cái, cái hàng hóa của tôi là đánh theo điều B chứ không đánh theo kiểu A được. Thế là tôi lách luật. Chứ tôi không trốn luật. Thế nếu mà những người công dân về mọi mặt đều hiểu luật như thế thì buộc chính quyền phải thi hành đúng luật. Cho nên bây giờ chúng ta phải võ trang cho mình không phải bằng súng đạn đâu mà bằng trí thức. Cái người dân phải võ trang cho mình bằng trí thức trước hết là muốn mình không phạm luật thì là mình phải hiểu luật thế mà nếu người dân hiểu luật và làm đúng như thế thì giúp chính quyền là quản lý đất nước rất nhẹ nhàng và chúng ta đẩy toàn bộ những cái bọn tham nhũng ở trong bộ máy chính quyền ra ngoài bởi vì chúng nó không có khả năng bắt nạt dân được bởi vì dân biết luật rồi nhé ruộng đất của tôi như thế này theo cái điều a này điều b này như thế này anh không có quyền cái này là thuộc về tôi rồi luật pháp bảo vệ rồi anh muốn lấy của tôi thì phải mua bán sòng phẳng chứ không có như là báo chí nói ấy, là cái, cái anh anh Trịnh Văn Quyết ấy anh cứ nhìn vào cái khu nào ấy cái khu đất nào ấy thì dân ở đấy là lập tức là mất nhà mất cửa và đi tù hàng loạt tức là sao anh ấy chiếm cái đất đấy anh ấy thao túng với chính quyền anh ấy mua cái đất đấy, anh ấy giải tỏa cái đất đấy thì dân phải đi. Thế tới dân bị đụng chạm đến quyền lợi của mình thì chống lại, thế là chính quyền bắt. Cái việc ấy là xảy ra, tôi lấy ví dụ như ở Lai Vu, cách đây mấy chục năm đấy, Vinasin mà về đấy yêu cầu là giải tỏa cả một cái khu vực mấy trăm hecta để định làm cái xưởng đóng tàu với nhà máy đóng tàu về đấy cuối cùng là vỡ nợ 92.000 tỷ vứt xuống sông xuống biển và cả cái khu vực ấy là về sau cát phủ lên rồi dân không trồng được cái gì cả cỏ mọc lên về sau chăn bò bây giờ thì phải loáng thoáng có một vài xí nghiệp thế nhưng bắt đầu ấy, chiếm cái đất ấy, dân người ta chống lại biết bao nhiêu người phải đi tù đấy cái sự bất công ấy và phi lý và cái yếu kém của chính quyền trong khi mà quản lý đất đai nó xảy ra như thế. Mà không tôn trọng cái nguyện vọng của người dân. Chiếm đất xong rồi bỏ hoang không biết bao nhiêu năm cả. Và biến người ta thành người tù. Biến cái chủ đất ấy thành người tù. Chủ đất hợp pháp ấy thành người tù bằng người ta chống đại. Thế và cái Vinasin ấy là vỡ nợ 92.000 tỷ. Thế thì cái quản lý đất nước như thế thì có ở tầm cao văn hóa không? Không được. Dù chúng ta yêu chế độ đến mấy chúng ta cũng không thể công nhận rằng là đấy ở cái tầm cao văn hóa được. Mà phải quay về mà học tổ tiên mình nhé. Phải tôn trọng với người dân. Bởi vì mỗi khi đất nước có biến cố gì phải trông vào người dân. Tôi lấy ví dụ như cái việc ở Ukraine đấy. Cái sức mạnh của người Nga cứ tưởng những ngày đầu là đè bẹp toàn bộ dân Ukraine. Thế nhưng mà cái lòng dân ấy, cái lòng yêu nước nó lớn lắm. Cuối cùng cái ý chí xâm lược của người Nga ấy với những cái vũ khí siêu chính xác ấy thì chỉ có thể phá hoại cái nền sản xuất của dân Ukraine thôi chứ không phá hoại được cái lòng yêu nước của người ta. Thế vậy thì tất cả các chính quyền ấy nếu khôn ngoan đấy thì phải biết nuôi dân biết thương dân biết kính dân mà hãy cứ nhìn vào cái cái tấm gương hồ quý ly đấy có một trăm vạn quân binh hùng tướng mạnh như thế rồi cuối cùng là cha con đều bị bắt có trong mấy tháng rồi nước mất nhà tan là vì sao là vì hồ quý ly yêu nước đến cháy lòng nhưng mà không biết nuôi dân không biết thương dân và khinh dân bóc lột dân đến tàn tệ cuối cùng là dân bỏ mặc từ hồ quý ly với chính quyền của ông ta rồi thì bị quân xâm lược nhà minh nó tiêu diệt chỉ trong vòng có mấy tháng nhưng khi dân biết rằng là nước là của dân chứ không phải của cha con hồ quý ly vậy thì khi lê lợi khởi nghĩa dân bám theo lê lợi và dòng dã trong 20 năm lấy lại nước đuổi quân binh cút xéo khỏi đất nước lấy lại nước cũng là dân mất nước dân không ủng hộ cũng là dân cho nên nguyễn Trãi mới nói là chờ thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân ấy là nước đấy thế cho nên là hôm nay một tiếng rồi tôi xin tạm biệt quý vị còn nếu quý vị còn muốn nghe về tổ tiên ta nữa thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe phần 2 của bài nói chuyện tầm cao văn hóa và chính trị của triều đại nhà Lý thế kỷ thứ 11 12 nhà văn Hoàng Quốc Hải đã trò chuyện với chúng ta đến bây giờ là hai giờ đồng hồ hôm nọ một giờ và hôm nay một giờ như vậy theo như bố cục của uh, phần uh, thuyết trình của nhà văn đấy thì dự kiến là ba buổi nhưng mà như thế này thì chắc là về nhiều buổi rồi bởi vì uh, nhà văn chắc là sẽ nói về tầm cao văn hóa của cái văn hóa thời Lý Trần uh, của những cái giao lưu văn hóa của Việt Hoa và Ấn Độ của thời Lý Trần thế rồi những cái công trình kiến trúc mỹ thuật để lại và đặc biệt là di sản thơ thiền với những cái bài kệ của mãn giác thiền sư những cái bài về triết lý những cái công án thiền của thơ thiền đời lý đấy là những cái đề tài rất là hay rất là thú vị và cũng mong rằng là nhà văn cũng luôn luôn mạnh khỏe dẻo dai sức khỏe để mà trò chuyện cho anh chị em thế riêng cái việc khoa cử thì lúc nãy là nhà văn cũng đã đề cập qua rồi có nhắc đến trạng nguyên lê văn thịnh thì chắc hôm nào cũng sẽ mời nhà văn cũng nói một chút về cái thái sư lê văn thịnh đặc biệt là có để lại một cái trong lịch sử một cái vụ án hóa hổ rất là oan khiên đấy thì vén màn sương bí ẩn của hồ dâm đàm và lật lại những trang sử cũ để chiêu tuyết cho uh, cái um, trạng nguyên lê uh, khai khoa lê văn thịnh người mà đã từng mang cái mệnh vua đi để sang đàm phán với nhà tống và đòi được đất đấy đúng không ông Cộ? đòi được đất này. thế rồi thì làm một vua tống phải, 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 phải thưởng cho 100 trăm tấm lụa à đấy thế rồi thì à, à, những công nghiệp của cụ công lao của bản lĩnh cũng như là cái tài năng kiệt hiệt của thái sư Lê Văn Thịnh đối với đất nước thì cái này và giải mã cái vụ án hóa hổ ở hồ Dâm Đàm thì cũng là một cái đề tài rất là hay mà anh chị em cũng rất là muốn chắc là đề nghị mọi người gửi câu hỏi và nguyện vọng à, nhà văn hoàng quốc hải vừa mới nói là mọi người gửi ở dưới những cái buổi live stream này thì mọi người gửi cái đề đạt cái nguyện vọng muốn nghe chủ đề gì và gửi lại cái câu hỏi mà mà anh chị em muốn muốn được giải đáp thế thì rồi thì chắc là cũng nếu có dịp cũng sẽ nói qua về cái tinh thần tự chủ của kinh tế đời nhà Tống à đời 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 Lý ví dụ như là lúc bây giờ là, là có mình có bị triệt đường buôn bán với nhà tống thì là vua lý ấy, là không nhập gấm của người tống nữa mà tự sản xuất gấm ở trong nước và cho các cái cô công chúa không ở trong hoàng cung nữa mà ra ở cái phía uh, ven hồ Tây đấy để mà ở những cái cung điện ở ngoài đấy để vừa uh, uh, sinh hoạt vừa dệt uh, nuôi tầm dệt lụa cái cung Từ Hoa ở cái chỗ mà cái gần đường, đường, gần đường Thanh niên ấy, có cái đường gọi là đường Từ Hoa. Ngày xưa đấy có một cái cung điện là cung Từ Hoa là các công chúa ra đấy ở thì thì chính thì chùa Kim Liên và chùa Kim Liên chính là chùa Kim Liên đấy. Thì ra đấy và có một cái làng đặt tên là làng Nghi Tàm. Nghi tức là thích nghi mà Tàm tức là con tằm. Nơi này thật là thích nghi cho cái việc sản trồng à, dâu, dâu và nuôi tằm nghi Tàm tức là như vậy. Cung Từ Hoa bây giờ có phố Từ Hoa thì chính là cái nền cũ của cái chùa Kim Liên bây giờ. Đấy thì uh, thể hiện một cái tinh và sản xuất ra gấm tự tự cung cấp vào trong triều đình Đấy, vân vân. Thế rồi thì hệ thống hệ thống chùa của đời Lý là có hai loại chùa, một là chùa Hoàng gia và hai là chùa làng. Chùa Hoàng gia là do nhà vua và hoàng tộc bỏ tiền ra để xây dựng quy mô to lớn và là nơi tu hành lui tới của những cái người trong hoàng tộc. Thế còn chùa làng là chùa quy mô nhỏ hơn, có thể chỉ là chùa tranh chia nứa lá ở trong làng mà phục vụ cái nhu cầu tín ngưỡng tâm linh và tu hành của những người ở trong dân thôn thì hàng loạt những vấn đề như thế rất là lý thú thì xin cảm ơn nhà văn Hoàng Quốc Hải đã dành thời gian để trò chuyện buổi thứ hai và cũng mong là sẽ được nhà văn trò chuyện tiếp về cái chủ đề rất là lý thú này và xin chúc quý vị, quý anh chị và các bạn có những ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần được thong dong vui vẻ và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 20 giờ vào thứ bảy tuần tới. Xin chúc quý vị, quý anh chị và các bạn một đêm an giấc.